mọi người, ngày hôm nay Trúc có món phở hùng. Đây là phở mà Trúc đến cửa hàng của phở hùng Trúc mua á, xong sau đó Trúc về Trúc bỏ vô cái tô này. Do cái tô nó khá là to nên là nhìn phở nó hơi ít, nhưng mà thật ra nó rất là nhiều nha mọi người, bởi vì cái tô này nó rất to. Bây giờ mình sẽ ăn phở này với các loại rau. Ở đây thì người ta cho mình là rau quế nè, rau ngò gai và rau thơm. Đây, và đặc biệt là mình rất thích ăn giá sống nên mình đã xin một ít giá sống. Bây giờ thì mời mọi người. Chúc có một cái thói quen, đó là khi Chúc ăn phở thì Chúc không bao giờ bỏ tương đỏ vào. Chúc chỉ thích ăn ớt tươi và ớt sa tế thôi, còn tương ớt thì Chúc không bỏ vào phở. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức tô phở hùng và mình sẽ cho các bạn xem là trong một cái tô phở hùng đặc biệt với giá là 80.000 thì nó sẽ có những gì nha. Ở đây thì nó hơi ít nước bởi vì tiêu chuẩn của một tô phở mang về thì nó chỉ được một cái hộp nước thôi, một cái hộp nhựa đó mọi người. Nên là mình đổ ra thì chỉ được như đây thôi. Bây giờ thì mời mọi người nha. Một tô là có cỡ 5 miếng thịt như thế này. Thịt bò có cả những cái vân mỡ nữa, ăn rất là ngon, không ngán. Cái vị phở ở đây thì Trúc thấy rất là ok, vừa miệng với Trúc. Trúc đã ăn cũng nhiều lần rồi, nhưng mà còn không biết đối với mọi người thì như thế nào. Nhưng mà Trúc thấy là phở này thì nấu với nước dùng á, nó rất là béo và rất là thơm. Tô phở đặc biệt thì có nạm mà Trúc vừa giới thiệu, thì có thịt tái nữa nè. Rồi có cả gân bò, sụn bò, xương, và có cả bò viên nữa nhé. Tô phở này thì dành cho những người ăn khỏe hoặc là những người mà đang rất rất đói như Trúc bây giờ. Cái này do mình mua về rồi mình nấu lại mình ăn nên là nó không được ngon bằng mình ăn tại ở cái quán mọi người. Mỗi lần mà quay mấy cái món như thế này á, biết Trúc sợ nhất là gì không? Sợ nhất là nó bị nguội. Mấy món này mà nguội là ăn không ngon nữa. Chúng ta hãy cho thiệt nhiều rau, thiệt nhiều ớt. Thịt bò ở đây ngon lắm mọi người.
cái miếng gân bò rất giòn mọi người. Không dai và cũng không quá cứng. Hôm nào sẽ ra tại quán ăn luôn mọi người. Phở Hùng này chỉ có duy nhất 3 chi nhánh thôi nha mọi người, không có chi nhánh thứ tư. Cái chi nhánh mà Trúc hay ăn là nó nằm ở trên đường Nguyễn Trãi gần trường của Trúc á. Đây là một miếng gân nữa nè. Với Trúc, một tô phở bò ngon thì thịt bò phải ngon và nước dùng phải ngon. Và Phở Hùng đã đáp ứng được cái tiêu chí đó. Dù Trúc thấy là rau thì cũng chưa được tươi lắm nhưng mà cũng khá là ngon. Và Trúc nghĩ là món này muốn ăn ngon thì phải tới quán ăn thôi. Bởi vì nó nóng hơn và nó đầy đủ gia vị hơn khi là chúng ta mang về. Nhiều khi chúng ta muốn ăn thứ này nhiều một chút nhưng mà lại thiếu. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng ta. 80 ngàn một tô như thế này là tô đặc biệt, cũng tương đối là mắc so với một số người. Nhưng nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta hãy đến Phở Hùng chúng ta ăn thử một lần. Không phải là tô nào cũng 80 ngàn nha mọi người, chỉ tô đặc biệt mới 80 ngàn thôi. Còn ngoài ra thì nó có giá từ 40 đến 60 ngàn dao động như thế. Hy vọng là mọi người thích món phở này và thích video của Trúc. Hẹn một ngày nào đó Trúc sẽ nấu thử món phở nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 ngày mai nha. Bye bye.